Đấy, bây giờ anh em mình vừa ăn cơm ở nhà em Dìn xong. Bây giờ quay đi về. Hiện tại trời rất là sương mù. Trời hiện tại là đang mưa đấy. Bịt đầu bịt đuôi hết này. Lạnh quá. Vừa ngồi trong bếp ra. Ngồi trong bếp mà không ra ngoài nữa. Ngồi sưởi ấm tí là không muốn đứng dậy đi về. Trời này chắc là đang chỉ khoảng 7 độ. Rất là mưa và sương mù. Em sợ còn không, chưa đến 7 độ đấy. Nóng hết người. Lạnh run người luôn. Đấy, tóc ướt hết này. Tóc anh xì ướt hết rồi. Vừa đi vừa đút tay vào túi quần mà. Cái đường này rất nhiều rau mùi tàu rồi nhé. Đúng rồi, lúc này thì thấy người gì? Lúc em đi lên cũng nhìn thấy nhiều. Mà rau mùi tàu này mới là rau mùi tàu thôi. Cái mỗi xào lòng lợn ấy phải có cái này này. Ngon, nắm vào. Không nhớ nhỉ. Đây có mùi tàu với cả rau ngải cứu ấy, nhiều nhỉ. Ngải cứu cũng nhiều. Nó mọc tự nhiên này. Đây, đầy đây. Đấy, rau ngải cứu đây. Rất nhiều rau luôn. Rồi. Mây mù kinh thật. Mưa này, đường ướt này. Đi rất là trơn. Tí đi xuống đoạn dốc kia mới đi khó. Sáng nay lên đi bộ lên như thế mà không toát được mồ hôi. Nhưng mà lại tức ngực. Ôi, ôi. Đường trơn lắm. Đi xuống còn khó đi hơn đấy nhá. Sợ trượt chân đấy. Anh xì đi trước em đi. Đi đi. Anh đi đi. Đấy, đoạn này có sóng này anh Thắng này. Bạn mình hay ngồi nghỉ chân này có sóng. Đi đâu này? Em chào chú à? Xin chào nhá. Có cái gì trong túi kia? Kẹo à? Vợ và em và chứ anh nhìn hai chị em nhìn giống nhau mà. Em và này là lấy đứa con của ông chủ. Đấy, hôm nay mình quay cho mọi người xem là lên Đán Dầu Hai lúc mà đi về mà trời mưa ấy, đường là rất trơn. Đấy, quay không quay từng đoạn nhá, quay liên tục luôn để cho mọi người biết là cái đường đi nó như thế nào. Lúc đi lên nó còn bình thường nhưng mà lúc đi xuống nó còn khó hơn. Đi xuống là hay bị trượt chân vì đường trơn ấy. Nếu mà trời không mưa thì không sao, nhưng mà trời mưa này đi thì trơn. Đoạn này bước nhầm cái là xong ấy. Tôi dạy đấy là chuyện phóng từ nhà nhìn. Ây da, suýt nữa, bị xòe. Không cần dậy. Dậy ngã vỡ mày.
Đoạn này vào trong này như kiểu vào rừng sâu ấy nhỉ. Tối om luôn. Ui. Bây giờ hình như là trời càng ngày càng thấy mưa to rồi. Anh Sì đang xem gì ấy? Xem YouTube à? Xem Nguyễn Tất Thắng à? fan đấy luôn. Anh có thấy thần tượng anh Thắng không? Anh Sì, hỏi thật mà, quay ra đây hỏi tí. Phỏng vấn tí. Có à? À, fan cứng à? Đấy nha anh đâu em xem có phải không hay là anh trêu. À đúng đây. Anh Sì cũng là một trong fan trung thành của Nguyễn Tất Thắng. Đây, chụp ảnh với fan luôn. Anh Thắng. Từ từ em chụp ảnh. Rồi ok. Đấy. Hôm nay anh Thắng này được chụp ảnh với fan nhá. Úi dồi ôi, đường trơn kinh khủng chưa? Đấy. Không phải chém gió nói phét nha đây này. Quay cận cảnh luôn nha. Kinh khủng luôn. Này. Nay mình đi giày siêu bám đấy, nhưng mà bẩn hết rồi. Đoạn từ dưới này lên đến đán dầu 2 là có mấy đoạn là đi rất khó luôn. Có 3 điểm. 3 điểm là đường đi rất trơn. Điểm này điểm thứ hai thôi, đi qua một điểm đầu tiên rồi. Tí còn xuống cái đoạn vách núi mà ông ngài hay leo nữa kìa. Đoạn đấy ông ngài leo được cũng hơi vất đấy. Đợi em với. Sợ nhỉ. Trơn quá. Ôi dồi. Ai đi sau mình này? Có người đi sau mình. Không, người mà. Có ai đang ở trên này. Đoạn này dốc nhá. Đi đâu này? Sao? Ngồi trên đấy rồi. Nó mở nhạc à? Ừ. Chả biết thanh niên nào. Nhìn lạ lắm. Lớp chơi cùng 135. 135. 135 với 136 cũng gần nhau. Nghỉ rồi, nghỉ giải lao. Tưởng có thiết khách định chạy. Em thấy thiết khách em chạy trước ấy. Đây em bảo lúc đi xuống còn vất hơn mà. Sao đây? Vắt cắn à? May hôm nay không có vắt. Vắt phải đán dầu 3 cơ nhờ. Nó bám hết đất vào trong cái khe ma sát rồi. Bây giờ là nó như kiểu nó trơn rồi. Trơn tru rồi, nhắn rồi. Mới đi vẫn phải cầm điện thoại quay. Nếu mà có xòe thì thôi. Nhiều cỏ nhỉ. Nhưng mà sau này xương xuống là cỏ này chết hết mà. Một thời gian nữa là héo ấy. Cỏ còn béo lắm. Cỏ này nó gọi là cỏ rác. Rất béo. Cho trông luôn. Sắp đến vách đá thần của ông ngài rồi nhỉ. Ở đây còn có cả cây nhọ nồi này. Nhờ. Đây cây nhọ nồi đây anh. Đúng mà. Phải mà, chuẩn không? Đây. Mình cũng chả biết là tên nhọ nồi người ta nói nhưng mình chả biết là cây nào cơ. Đây hoa nhọ nồi người ta hay vào chảy máu cam là lấy cái này thuốc ấy. Để làm thuốc ấy. Người nào bị chảy máu cam là lấy cái cây này chữa mà.
Đôi lúc đi tìm là không thấy, nhưng mà tình cờ mình đi qua đường là gặp rất nhiều. Cái ngồi này cũng người ta nói nó có vị mát. Vị mát á? À? Mát làm gì có vị anh. Đâu mà nó có vị mát mát đấy. À. Lại còn có. Ui giời, sợ thế. Áo ai thế nhỉ? Hình như áo của phòng hay sao ấy. Không phải. Thế là lại nhìn thử sát đi nhỉ. Thật. Sao? Em thử đi. Không, không thử đâu. Đặc biệt luôn nhỉ. Anh đừng ăn nhá, ăn tí không ai đưa anh đi về đâu. Đừng có ăn cái lá nhọn nhồi đấy. Lá nhọn nhồi mà. Được kinh khủng thật đấy. Mát à? Nó như kiểu bạc hà kia phải không? Không được đâu. Ôi, đây đoạn vách nó trên này là cái vách đá thẳng đứng luôn này. Đoạn này là đoạn đi kho thứ ba này. Ây da, cái gì thuốc này á. Nặng biệt đấy, còn hơn ớt nữa kìa. Cây cơ. Dê lưới. Đúng không? Dê lưới. Anh bảo. Thế rồi, chết rồi, chết rồi. Nấm minh tinh rồi. Tê lắm à? Tê đấy. Tê đặc biệt luôn. Không nói được luôn. Nhiều người ăn nhiều mà. Nhanh mà nổi nhổ không ngốc phải là chết. Không, lá này nó không độc đâu mà. Không độc. Cái nhỏ nổi. Cái rau dệ nó không độc. Giống giống nhau. Thằng nào cái trời này với cái đất, cái gian này nó có nhiều nhiều loại thế. Thế mới có nhiều loại thuốc, nhiều bài thuốc chứa các bệnh. Đoạn này đi cẩn thận nha anh Sì nha. Đoạn này phải hết sức cẩn thận đấy. Này, trượt chân phát là xuống tận dưới kia kìa. Nhìn nó đơn giản đấy thôi. Thế mà ông ngài vẫn leo được đoạn này nhỉ anh Thắng nhỉ. Mình phải phục ông luôn. Đấy ông ngài mọi lần đi lấy củi đi làm ngô là toàn đi qua đường này này. Mà đi vào ban đêm nhá. Mọi người biết những cái cảnh mà anh Thắng quay ông ngài đi về ban đêm ấy. Đấy. Ông soi đèn ông đi đi đúng cái vách đá này này. Đây trên này nó còn, lần trước nó còn mưa to nó sạt xuống này. Sạt từ trên cao kia xuống này. Đấy. Nó thành một dòng chảy ở đây nhá. Mà đoạn này đúng ông ngài đi được là mình phải phục vụ ông. Thế là đúng là ông ngài nhá. Anh tìm gì ấy? Anh tìm một nhỏ nồi không chứa gì thì nhỏ. Nước ở đây xúc miệng đi. Nước này từ nước nguồn ở đây này. Trên này có mấy cây chuối này, chuối rừng này. Toàn chuối rừng thôi. Anh húp à? Xúc một cái nữa. Được chưa? Nó còn khỏe hơn cả ra quả bưởi nữa cơ. Bưởi thì ăn thua gì? Cả bưởi ở đây chả thấy bao giờ như vậy, chả bao giờ chín ấy nhỉ? Bưởi á? Nó có chín không? Có chứ, là bao giờ mình không thấy bao giờ. Như cái bãi này là bãi non thôi. Ở đây không có quả mấy nhỉ, anh nhỉ? Bãi này mới được 2 năm rồi á. Ở đây cái quả nó không có mấy. Khu rồi cây nó phải cao tầm khoảng độ 3-4 mét đấy, 4 mét nhở? 4-5 mét. Nuôi lợn nuôi trâu bò là lớn, chặt chuối này cho ăn. Nuôi gà đấy, gà thái chuối ra chẳng được à? Đấy, vịt nó cũng ăn mà. Vịt ngan nói chung trâu bò lợn gà ăn hết. Thêm một cái của Thao Dúa, một cái của ông Thòng ấy. Thòng Luận ấy. À, thế Thòng Luận bây giờ bảo không lấy à? Có, nó bảo sáng mai nó mới xuống. Sáng mai mới xuống lấy được à? Ừ. Thế bảo Thao Dúa nó chuyển về nhà nó đi.
cất đi không tí lại người ta lấy đi. Đấy, nhà xa rúa kìa, trắng kìa, nhà ông Ngài kìa. Tiên cảnh. Đúng là tiên cảnh thật nhỉ. Mây mù. Xã Kim Linh ở ngay giai đoạn mây mù này. Quá đẹp luôn.